cháu nội nhà chúng con Đặng Hoàng Trâm Anh lại bệnh tim bẩm sinh, bị bệnh tim bẩm sinh. Chào đời đã phải vào viện, cháu mất lúc 9 tháng 13 ngày. Thế là bắt chắc đến đây là 9 tháng 13 ngày. Hôm nay 34 ngày, cũng không phải. Viết thế này khó quá. Thầy cứ đọc nguyên văn nhé. Mất lúc 9 tháng 13 ngày, phải hôm nay 34 ngày cháu mất ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Con đầu cháu quả này thầy phải đi học một lớp bổ túc thêm. Viết khó quá. Con đầu cháu cái gì thầy cứ đọc nguyên văn đó. Con đầu cháu sớm cái chỉ gì đi chắc là gia đình à? Sớm gia đình vô cùng đau khổ. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình có đi xem, họ bảo cháu bé quá phải mang vào chùa gửi. Gia đình gửi cháu vào chùa Lâm Du, Gia Lâm, nhờ nhà chùa cho ăn và gia đình cũng sang cho cháu ăn. Mẹ cháu bé hiện nay đang mang bầu 4 tháng. Gia đình chúng con xin thầy chỉ dạy cho bao giờ xây dựng được mộ đá ở quê nhà Nghĩa Trang khu A, Đình Bằng, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ. Bao giờ được đưa cháu về nhà thờ cúng? 35 ngày của cháu có đốt vàng mã quần áo nhà cửa cho cháu được không ạ? Cho cháu không ạ? Gia đình chúng con kính mong thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con. Chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con là ông nội cháu Đặng Quang Lượng. Gia đình chúng con suy sụp, tinh thần con không ngủ được, chợp mắt lại thấy cháu. Qua cái câu hỏi cũng có thể là bức tâm thư của một Phật tử, một cụ ông nội của cháu Đặng Hoàng Trâm Anh vừa mới mất do bị bệnh tim bẩm sinh. Xin thưa toàn thể đại chúng, Đức Phật đã nói rằng con người ta ở trên đời mỗi người có một số phận nhân duyên nghiệp báo phúc báo khác nhau, thọ yểu cũng khác nhau. Có sinh, Đức Phật nói rằng ắt phải có tử. Không phải là ai sinh ra cũng sẽ già mới có bệnh và mới chết. Có người vừa sinh ra đã chết. Có người vừa sinh ra 5-7 tuổi đã chết. Có người đang 15-18 đôi mươi đang lúc trai tráng khỏe mạnh đã phải chết. Có người 20-30 đang nhưng trong cái tuổi gì làm ăn phát triển rạng rỡ, công danh sự nghiệp bản thân gia đình dòng họ phải chết, vân vân. Có người đang trong cái giai đoạn mà gọi là chuẩn bị để lo cho con cho cháu nó được yên bề gia thất phải chết, vân vân. Cho nên cái sinh cái tử là vô thường. Sinh thì có hẹn có kỳ, tử thì không hẹn mà cũng không kỳ. Cho nên nó rơi vào nhà ai thì nhà đó thấy buồn thương đau khổ. Rơi vào hoàn cảnh nào thì hoàn cảnh đó thấy buồn, bị buồn thương đau khổ vô cùng. Nhưng xin thưa các quý vị, tất cả chúng ta ai ai cũng phải trải qua cái vấn đề đó, không sớm thì muộn. Vì chúng ta có sinh ra trên cuộc đời này thì chắc chắn không ai có thể tránh khỏi cái việc đó. Nhưng cái cấp độ nó khác nhau mà thôi. Qua đây thì cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Phật tử của Đặng Quang Lượng cùng toàn thể gia đình. Và cũng nhất tâm đem công đức tu tập của Tăng Ni Phật tử đại chúng trong 3 ngày Pháp hội hồi hướng cầu siêu cho hương linh của cháu Đặng Hoàng Trâm Anh sớm được vãng sinh về cõi Phật, cõi
trời và cõi lành, tùy theo nhân duyên phúc báo của cháu. Cũng cầu nguyện cho toàn thể gia đình sớm được vượt qua những lúc khó khăn, đau khổ, mất mát, tang thương này để ổn định lại cuộc sống. Cũng cầu nguyện cho tất cả các quý Phật tử ở trong đạo tràng này, nếu có gia đình nào mà vừa có người mới qua đời, dù già hay dù trẻ, cũng đều mong các quý vị hãy cũng nhất tâm tinh tiến tu hành để hồi hướng nguyện cầu cho người thân của chúng ta sớm được siêu sinh tịnh độ hoặc siêu sinh cõi lành trong 3 ngày Pháp hội này. Trường hợp Phật tử này, Thầy có lời khuyên là thôi, cái việc mà gửi cháu vào chùa thì cái này là cái truyền thống, cái văn hóa giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian đã ăn sâu vào trong lòng dân tộc hàng nghìn mấy nghìn năm nay rồi. Mỗi khi gia đình các Phật tử có người mất, thường thất trai tuần, thường là hay gì? Hay đem vong lên chùa để ăn mày các gì? Các sư, các thầy và các cụ, các vãi để nam mô niệm Phật, hồi hướng cho, làm cái lễ quy tam bảo và hồi hướng cho, vân vân. Thì ra ăn mày Phật như thế thì cũng giống như chúng ta đi chùa này thôi. Đi chùa tu ăn mày Phật 3 ngày hoặc 7 ngày Pháp hội, thì hết Pháp hội thì chúng ta lại gì? Lại về. Thì đem gửi vong vào chùa cúng lễ thì cũng thế thôi các vị. Đem quy cho vong và làm cái lễ cầu siêu xong thì xong rồi, kể cả chúng ta để ảnh trong chùa, nó là cái hình thức để ảnh vậy thôi. Còn cái vong nó muốn ở hay không mới là cái điều quan trọng. Đấy, ví dụ như Thầy nói này, các trường hợp nhập tháp báo ân ở đây phải là tự người đó muốn gì? Muốn nhập tháp báo ân và phát nguyện nhập tháp báo ân và được con, được cháu, được người thân trong gia đình đồng ý ký vào giấy cho bố, cho mẹ hay là cho các con, cho cháu gì? Đăng ký nhập tháp báo ân. Thì sau khi xả bỏ báo thân đó, nếu mà được thoát hóa đầu thai hoặc được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nữa thì ngay thì chẳng còn cái quý nào hơn cái quý đấy. Còn nếu không, giống như trong kinh nói gì, 7-7-49 ngày thần thức gì mang mang đi theo thân thể, nói nôm na là đi theo cái gì, cái đám tro ấy, coi như đó là ngôi nhà của mình, cái hộp hú tro ấy hoặc là cái gì, cái thân xác ấy, nếu đem chôn thì coi cái ngôi mộ đấy là gì, ngôi nhà mới của mình. Đem thiêu thì cái hú tro đấy để ở đâu thì cái hú tro đấy là ngôi nhà của mình. Gọi là do thần giao cách cảm, gọi là do gì? Do cái tâm hướng vào đâu thì họ sẽ nhận thấy cái tâm thân của họ ở đây, ở đó. Cho nên thần thức họ chưa được vãng sinh hay là thoát hóa đầu thai về cõi lành, thiên giới, thiện giới, hay cũng không bị, chưa bị đọa vào trong ba đường ác, do tội phúc chưa phân, thì thần thức ở cái cõi âm man mát đấy, họ tạm thời có chỗ đi, chỗ gì? Chỗ về. Mà về nhà thì nói chuyện với con cháu, gặp chuyện với người, nói chuyện người thân, âm dương cách biệt, không nhìn thấy nhau nữa. Cho nên nếu mà vợ mà mất trước cái chồng, về gặp các con, muốn ôm các con thì gì? Các con đi qua chẳng ôm được. Muốn vào nói chuyện với chồng, chồng nó cứ xem tivi thôi, hoặc là hút thuốc lào thôi, hoặc là bây giờ thì nó cứ nghiện chơi game hay chơi điện tử gì đó, các con nó chơi game trên điện tử, chồng thì cắm cái đầu vào cái điện thoại để Zalo, Facebook nữa thì chả nói chuyện với mình. Đi ra đi vào vài lần như thế, vài ngày như thế thì chán. Thôi rồi ta đã xa nhau. Khổ thân đấy. Đến lúc đó buồn chẳng có chỗ nào đi, về chính ngôi nhà của mình. Lên trên ban thờ thì ở một mình lạnh lẽo. Vào trong phòng ngủ nằm bên cạnh chồng, chồng nó chẳng thèm ngó vì nó có thấy mình đâu. Vào trong phòng của con đòi bế đứa cháu, có bế được không? Không được. Cho nên muốn làm cái gì cũng không được, vì âm dương cách biệt. Âm thì nhìn thấy dương, nhưng mà dương thì chẳng nhìn thấy âm. Cho nên lúc đó là buồn buồn tủi tủi, đi ra rồi lại đi vào, như con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra ấy. Ngày xưa bạn bé đi học thế mà, đúng không?
Đó, cho nên bây giờ thì lại tìm đến gì? Lại từ nhà tìm ra cái nghĩa địa, tìm ra cái nấm mộ, tìm ra cái gì? Cái hũ xương, hũ tro ấy, xem nó ở đâu. Đấy, bằng cái thần giao á, cách cảm, bằng cái tâm niệm của họ, bằng cái nghiệp, cái duyên của họ, cho nên khởi cho tâm một cái họ đã nhìn thấy cái ánh sáng ở nơi nơi chôn cất họ vậy. Thì họ là gì? Lại niệm tâm đến đó. Đến đó nếu ở ngoài nghĩa địa có người bạn tốt mà chơi vui thì còn đỡ. Không có người bạn tốt mà chơi vui thì đến đó gì? Toàn những người lạ, hoặc là hơi giống như mình mới chuyển nhà đến một khu gì? Khu mới để ở ấy mà, toàn người lạ hoặc là hơi. Đến khu phố nào mà dân cư văn hóa cao, trình độ cao, văn hóa cao, an ninh xã hội tốt thì ở đó thấy gì? Thấy vui, thấy thích. Còn đến nơi mà toàn những đầu trộm đuôi cướp, toàn những người vô học, nó chửi nhau, mắng nhau, say sưa, hút hít suốt ngày thì vui hay buồn, lo hay sướng? Hả? Lo, sợ. Cho nên thầy mới phương tiện là, đây là gọi là phương tiện, không phải cứu kính nhé. Phương tiện là làm cái tháp báo ân để cho các vị gì phát nguyện vào đó. Phải phát nguyện vào đó để nếu không may chúng ta chưa được vãng sinh thì chưa được siêu thoát về cõi thiên giới, thiện giới, cõi lành. 7-7-49 ngày hoặc là gì? Hoặc là qua 49 ngày chúng ta vẫn chưa được đi thoát hóa đầu thai, cũng không bị đọa vào ba đường ác, vì thiện ác chúng ta đều gì? Đều có cả. Thì tạm thời ở dưới đó một thời gian thì cũng có nơi gửi thân để đi đi về. Về về hàng ngày sáng, trưa, chiều, một ngày ba bữa ăn no. Sao? Tháp báo ân sáng có cúng không? Cúng cơm không? Có. Trưa có cúng cơm không? Có. Chiều có cúng cháo không? Có. Cho nên ít nhất ngày cũng được ba bữa ăn gì? Ăn no. Và sáng, chiều, tối, ít nhất là cũng có một ngày ba thời các sư và các Phật tử đồng tu lên tụng kinh niệm Phật, gọi là cộng tu với nhau. Nếu mà ai vì nào đó mà tinh tiến tu hành một ngày được ba thời tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, và một ngày nào đó không xa, ví dụ như đến cái pháp hội như thế này, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí đến hiện ra trên gì? Trên hư không phóng đại quang minh, lúc đó mới có chút công đức phúc báo, mới sinh tâm hoan hỷ, mới gì? Mới là ồ, ở lại thế giới này khổ quá, về với chồng chồng nó chẳng nói chuyện cùng, về với con nó cũng gì, mỗi đứa một cái điện thoại, một cái iPad, một cái máy tính, nó chẳng nói chuyện với mình. Về với cháu thì cháu nó cũng chẳng gì, nó chẳng cho bế nữa. Thôi buồn quá, thôi ta về với gì? Với A Di Đà Phật, về cõi Tây Phương thôi. Bye bye mọi người, ta về thôi. Đấy, thế là gì? Nhận những người mà có tâm cầu đạo giải thoát, chứ không phải là ai ai cũng nhận. Ngoài ra thầy còn nói là gì? Còn có thể độ được cho người người nhà, độ được cho con cháu, ít nhất ngày giỗ, ngày Tết. Có những pháp hội lớn như này, nó lên thắp hương cho bố mẹ, ông bà, người thân, ít nhất nó nhìn thấy tượng Phật, nó không vái cái à? Có vái không? Có ương đến đâu thì nó nhìn thấy nó cũng phải bổ Phật mấy cái, đúng không? Nó không vái được thì nó cũng bổ mấy cái, mà còn chẳng bổ thì nó cũng hơi cúi gì? Cúi đầu. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca đã biết trước hết rồi, cho nên Ngài mới thọ ký rồi, đến thời mạt Pháp sau này, bất cứ có gì? Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hoặc bất cứ có người nam, người nữ nào đến chùa, tháp, miếu, những nơi lễ Phật, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, mà chỉ cần gì? Xưng A-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật, hoặc là chỉ xưng mô Phật, thậm chí là giơ hai tay, chắp hai tay, hoặc là chỉ cần giơ một tay, hoặc là chỉ hơi cúi đầu, mô Phật. Phật cũng thọ ký cho người đó, nhờ cái nhân lành đó mà sau này cũng đều được sẽ thành Phật. Cho nên có ương đến đâu, có bướng đến đâu, đến chùa chỉ, đến tháp, đến nơi
lễ Phật chỉ cần nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chỉ cần gì, giơ một tay lên, cúi xuống một cái mô Phật, chắc chắn người đó sau này cũng đều được sẽ thành Phật. Cho nên ở đây, ngay tại đạo tràng này, xin chúc mừng tất cả các quý vị, các vị đều là những vị Phật trong tương lai. Nhớ nhé, Phật tương lai rồi nhé, chứ không phải là Phật ngay đâu mà xưng là Phật nhé. Xưng là Phật là tổn phúc chết đấy. Nên chúng ta tu tập nó phải có trí tuệ cho đó. Phật tử này nói là cho cháu vào chùa ăn mày Phật thì cái việc đó là tốt mà không sao cả. Thế còn bảo là hàng ngày phải mang cơm ra cúng là không phải, khổ lắm. Cái chùa nào mà nhận các Phật tử gửi vong vào trong chùa mà ngày nào cũng phải bảo người ta ra chùa để cúng cơm, thế này là sai chưa? Trách nhiệm của các thầy, các sư trong chùa đó là hàng ngày phải gì? Sáng chiêu chiều mộ. Phải gì? Lúc ăn cơm trưa thì phải cúng gì? Phải niệm thực, tức là cúng thí cho các gì? Các quỷ thần, chư thiên, vân vân. Còn lúc chiều tối lại thì phải thỉnh chuông và cúng gì? Cúng cháo. Đó là cho các gì? Các cô hồn ngạ quỷ, các vong linh bách gia chăm họ được gì? Được nương vào Phật lực, pháp lực, pháp Phật, Phật lực, pháp lực và tăng lực, chú nguyện của chư tăng hay là của tín đồ Phật tử cũng được để hồi hướng cho họ. Chứ không phải là ngày nào cũng phải mang cơm vào chùa để cúng. Làm như thế là cúng gì cũng không nên, không cần thiết phải như thế. Nếu mà sư mà bảo là chúng ta phải làm như thế thì tốt nhất thì thôi, không phải đến nữa, đi đến cái chùa khác, cái chùa nào gần gần nhà hơn, chùa khác đi, các sư không bảo như thế nữa để làm. Chỉ không có cái chuyện thầy đi chủ trì chùa gần 30 năm nay rồi. Thầy đi chủ trì chùa từ năm 1997, từ năm nay là hai mấy năm? Hai mấy? 20 mấy năm rồi? 20 hình như là năm 24 đúng không? 25, 26, 27 tức là 27 năm rồi. Xuất gia 30 năm nhưng đi chủ trì từ 27 năm nay. Tức là xuất gia có 3 năm đã đi chủ trì rồi. Tức là còn làm chú tiểu sư phụ đã cho đi ở một chùa rồi. Đó. Đối nhân xử thế, đối nhân tiếp vật từ những năm còn là chú tiểu rồi. Cho nên cũng va chạm, cũng gặp gỡ và cũng đi học, đi hành 4 năm trung cấp, 4 năm học viện rồi, nhiều năm lang thang đó đây gần gũi các cụ, các tổ, các thầy. Rồi đi làm công việc Phật sự giáo hội từ trung ương đến địa phương, không bỏ cấp nào, va chạm cũng nhiều rồi. Chẳng thấy có cái ngôi chùa nào mà các Phật tử đem người thân ra, quá vãng ra mất phải gì? Phải đem cơm, đem đồ ra cúng hàng ngày cả. Đấy, mà cái trách nhiệm đó là của các thầy, các sư và các Phật tử trong chùa, ở trong chùa làm cho. Cho nên yên tâm, Phật tử này không phải mang ra nữa. Thì mình cứ gì? Trong vòng 49 ngày thì ở trong luận đại trí độ nói ở nhà mình ăn cái gì thì cúng cái đấy thôi. Ăn cơm gì, ăn canh gì thì cúng cái đấy. Để lên trên cái ban thờ đó cho đến 49 ngày hoặc 100 ngày là được. Còn sau 49 ngày hoặc sau 100 ngày thì gọi là đến ngày giỗ, ngày Tết thì mới gì? Mới cúng thôi. Phải để cho người ta cũng phải được đi gì? Đi giải thoát nữa chứ. Bây giờ cứ ấy mãi đấy, tình ái quấn quýt nhau mãi ở đấy, sau này khó được giải thoát vậy. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử cũng không phải lo lắng lắm làm gì. Pháp hội như thế này thì làm bài vị, làm sớ cầu siêu cho cháu, để cho cháu sớm được siêu thoát, thoát hóa đầu thai đi. Và về con dâu đó đã có thai 4 tháng rồi thì bảo cháu nó gì? Đọc kinh Địa Tạng được thì càng tốt, mà không đọc được kinh Địa Tạng thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng trong lúc mang thai, để cho cái thai trong bụng của mẹ cháu nó, của cô con dâu đó cũng gì? Nó được tốt đẹp, được trưởng thành, được lớn lên ở trong thai mẹ một cách gì? Bình an, mạnh khỏe. Tới khi sinh ra thì dễ dàng và mọi sự như ý, như trong kinh Địa Tạng nói đó.
người mẹ mang thai con mà đọc kinh Địa Tạng hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì tốt lắm, tốt hơn là uống gì? Hơn là uống thuốc bổ Philatop ngày xưa. Tốt hơn là uống sâm, tốt hơn là uống thuốc bổ. Đấy, chịu khó tinh tâm và niệm Phật. Tất cả những người mang thai đều khuyên đọc kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng, đến khi sinh con đẻ cái thì sinh nở cũng dễ dàng, an toàn cả mẹ với con. Mà đặc biệt là sinh con ra, con nó rất là bụ bấm, mạnh khỏe, thông minh, sáng suốt. Như trong kinh Phổ Môn á, con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, con gái thì gì? Nết na thủy mị, đoan trang cầm kỳ thi họa, cái gì cũng gì? Cũng giỏi. Cho nên bà mẹ mang thai nên niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, mà cụ thể ở đây là danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và danh hiệu Bồ Tát Quán Quán Âm, vì các ngài có duyên với chúng sinh ở cõi xa bà chúng ta này. Cho nên các vị hãy nhất tâm để làm theo những việc đó, rất tốt vậy. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi, con đã thanh lọc cơ thể tại chùa Khai Nguyên năm 2022. Đây là phương pháp tâm linh. Vậy phương pháp thanh lọc cơ thể này có phải là tà đạo không ạ? Vì con thấy cụ hiểu cầu xin ở trên, con xin sám hối thầy, do con chưa hiểu về giáo lý của Phật nên con mới hỏi. Con kính mong thầy giải đáp cho con ạ. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm tràn đầy an lạc và là điểm tựa cho chúng con đến bờ giác. A Di Đà Phật. Có Phật tử hỏi về việc thanh lọc cơ thể, tức là nhịn ăn để chữa gì? Chữa bệnh. Mà ở chùa chúng ta cũng có tổ chức mấy lần, và có cụ hiểu á, cụ truyền cái pháp này. Thì Phật tử này hỏi pháp này thì thuộc về tâm linh, vì khi thọ pháp này phải làm lễ, phải có thầy làm lễ để truyền cho thì mới được thọ, thì mới được, còn không thì không được tự ý làm. Thì hỏi rằng đây có phải là tà pháp không? Xin thưa các quý vị, trong Phật pháp chúng ta cũng có pháp mật tông, thì phải có thầy truyền cho thì mới được thọ gì? Mới đọ được thọ pháp, chứ không được truyền ra ngoài linh tinh. Ví dụ như thầy chưa được truyền pháp mật tông thì thầy không được dạy cho các Phật tử chúng ta về pháp mật tông. Đó, mà thầy phải được truyền. Được truyền, nếu truyền trong giai đoạn học thì chỉ được học thôi. Bao giờ học được, ông thầy ấn chứng cho là được truyền cho người khác thì thầy mới được truyền cho người khác. Đấy, cho cả trong nhà Phật chúng ta cũng có pháp gọi là gì? Mật pháp, hay còn gọi là mật tông ấy. Đó, tông phái gọi là mật tông ấy, thì phải có thầy truyền mới được. Thì chỗ cái pháp nhịn ăn thanh lọc cơ thể chữa bệnh của chỗ thầy hiểu đây, ngày đầu tiên thầy cũng xem xét, thầy cũng xem có phải là tà pháp không hay là chính pháp. Xin thưa các quý vị, nhịn ăn pháp của thầy hiểu là thầy không lấy tiền, không lấy bất cứ cái gì cả, thầy chỉ đi gì? Giúp người bệnh, những người có nhiều bệnh nhịn ăn để thanh lọc cơ thể để được mạnh khỏe mà thôi, chứ thầy không lấy một cái gì. Còn tất nhiên mà ai mà thành tâm lắm cúng thầy, biếu thầy cái quà, cái cáp gì đó, hay là cân đường hộp sữa cái gì gì đó, thầy có lấy hay không thì thầy cũng biết. Nhưng mà đến chùa chúng ta thì thầy không lấy cái gì. Thầy mua vé máy bay cho thầy còn mãi thì thầy mới nhận, chứ còn thầy gửi tiền thì không lấy cái gì. Thế người ta không vì tiền, không vì danh văn lợi dưỡng mà người ta giúp được đời, thì đấy không thể gọi là tà pháp được. Tà pháp người ta mê hoặc lòng người, người ta dọa nạt mình, người ta làm cho mình lo sợ, làm cho mình phiền não, làm cho mình phải bỏ tiền ra để đi cầu, đi cúng, để theo người ta, đấy mới gọi là tà pháp. Nhưng đây cụ không lấy một cái gì cả. Mà chính bản thân thầy cũng 3 lần, 4 lần nhịn ăn để thanh lọc cơ thể với cụ ấy rồi. Lần đầu tiên thì được 1 tuần, lần thứ hai thì được 2 tuần, lần thứ ba thì được 3 tuần. Sau cái lần nhịn thứ ba đó thì gần như là bệnh huyết áp của thầy ngày xưa là hết sạch, mà nó giảm cân rất là tốt. Từ chỗ 70 cân giảm xuống chỉ còn 50 mấy cân, 60 cân.
nhìn khoảng độ 3 tuần nó phải xuống khoảng độ 10 đến 15 cân. Những người nào mà nhiều mỡ nhiều thịt thì chắc nó phải xuống đến 20 cân. À, thậm chí xuống hơn nữa, đặc biệt những người bệnh gút á, mà nhìn ăn được thì rất là tốt. À, nhiều người bệnh khác nữa mà nhìn ăn được cũng rất là tốt. Mà lần trước có một vài trường hợp mà bệnh ung thư mới giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai á, nhìn ăn thì cũng có một số người là khỏi, vì nó thanh lọc cơ thể mà. Đó. Nhưng mà cái này thì xin thưa, vì lúc nhìn ăn là cũng phải anh hùng lắm, dũng mãnh lắm mới được. Vì chẳng ăn một cái gì trong những ngày đó cả, chỉ có uống nước thôi, một tí nước chanh và tí mật ong vào đây, chanh và mật ong và tí muối thôi, không có ăn bất cứ một cái gì có sơ có xác ở đấy, cho dù nó là nhỏ như cây tăm mà cũng không được, chỉ uống nước thôi. Cho nên khẳng định với các vị là tôi chưa thấy cái này mang biểu hiện tà pháp. Mà thực sự thì nó cũng không phải là tà pháp. Tà hay chính là do con người chúng ta thôi. Trong Phật Pháp mà đi lừa đảo mọi người thì đó là tà pháp, biến Phật Pháp thành tà pháp. Còn trong pháp của thế gian mà đem lại lợi ích cho nhân sinh, cho xã hội, thì là một pháp thế gian bình thường lại trở thành Phật gì? Phật Pháp đó các quý vị. Cho nên pháp không thượng trung hạ. Trong kinh Kim Cương Phật mới dạy gì? Chính pháp ưng xả, hà huống phi pháp, là như thế. Cho nên tất cả chính hay là tà nó đều xuất phát từ cái gì? Cái tâm và cái hành động và việc làm của chúng ta vậy. Qua câu hỏi tiếp theo. Con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Thu Hiền, con sống ở Hải Phòng, con năm nay 53 tuổi, con có hai con trai thứ hai của con sinh năm 1999, ngày 4 tháng 11 năm 2023, âm lịch vừa qua. Cháu đi thi môn cuối đại học, khi về đến nhà cháu bị cảm và bị đột tử. Sau khi cháu mất, có người nói tử vi của cháu có mệnh vô chính diệu nên phải chết trẻ. Con lo sợ hỏi về số mệnh tử vi của mọi người trong gia đình thì họ nói hai cháu nội của con cũng là mệnh vô chính diệu. Vợ chồng con vô cùng đau buồn trước sự ra đi của đột ngột của con trai, và con rất lo sợ cho số mệnh của hai cháu nội mà không dám nói với chồng và con vì sợ mọi người lo lắng. Con có một em gái mất khi gần 1 tuổi và một anh trai mất năm 20 tuổi, nên nhà có 3 người, nên nhà có 3 anh em, chỉ còn mình con. Con kính xin thầy tử vi cho con hỏi: 1. Có phải con bị nghiệp báo gì đó nên phải chịu quả báo mất con trai và anh em khi họ còn rất trẻ? Con phải làm gì để tốt cho vong linh cha mẹ, anh em và con trai của con ạ? 2. Con nên làm thế nào để có thể bảo vệ và kéo dài thọ mạng của các cháu của con ạ, của các cháu nội của con ạ? 3. Con chưa quy Tam Bảo thì việc tụng kinh hàng ngày để hồi hướng cho các chân linh gia tiên và cầu phúc cho mọi người trong gia đình thì có được lợi lạc không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Qua câu hỏi của Phật tử thì trước tiên thầy cũng xin chia buồn sâu sắc với gia đình và cũng cầu nguyện Tam Bảo hồng ân gia hộ cho vong linh của cháu sớm được siêu thoát ngay trong pháp hội này, để cho bậc làm cha làm mẹ là người thân cũng đỡ phải lo lắng sầu khổ với các con. Còn Phật tử này hỏi rằng bị nghiệp, có phải con bị nghiệp báo gì mà chịu cái quả báo con trai và các anh các em mất sớm mất trẻ như thế? Xin thưa các vị, chúng ta hãy đọc kinh Địa Tạng. Trong kinh nói gì? Nói rất rõ rồi, trong cái phần luận về nghiệp của chúng sinh nhé, cái quả báo do nhân gì mà quả báo gì đó. Các vị hãy đọc kinh Phật dạy. Bây giờ mà thầy nói về cái đó thì
Có khi ngay tối nay hoặc mai thì là nổi tiếng, nó lên mạng nó chửi thầy, như là chửi thầy cho là mê tín dị đoan, là hù dọa mọi người ABC đấy. Cho nên các vị hãy vào trong quyển thứ hai của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa gì? Địa Tạng. Đích thật Đức Phật từ kim khẩu Ngài nói ra ở tại cung trời Đao Lợi. Và sau khi biết rồi thì chúng ta cố gắng tu nhân tích đức hành thiện cho nó tốt thì sẽ chuyển được nghiệp thôi. Người mất sẽ được siêu thoát về cõi lành, người còn thì sẽ được bình an mạnh khỏe và tu tập tinh tiến tới khi xả bỏ báo thân để cùng nhau hẹn nhau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy là ý thứ nhất thầy trả lời như vậy. Ý thứ hai Phật tử hỏi rằng nên làm thế nào để bảo vệ kéo dài tuổi thọ cho gì, cho các cháu nội của con. Phóng sinh và tu phúc giúp đỡ người nghèo, đoạn ác tu thiện. Phóng sinh tu phúc bố thí làm lành giúp đỡ người khác, thí thuốc thí dược cho người khác thì đó là gì? Đó chính là cái việc làm tốt nhất. Về thỉnh lễ quyển kinh quyển sách gì tích phúc cải mệnh, xuống phòng thông tin mỗi gia đình ai chưa có thì thỉnh lấy cái một nhà một cái quyển tích phúc cải mệnh đó. Sách toàn miễn phí hết mà các quý vị. Tất cả kinh sách của chùa Khai Nguyên chúng ta, pháp bảo của chùa đều là miễn phí 100%. Cho nên cứ thỉnh về mà đọc. Bao giờ đọc chán, không muốn đọc nữa thì lại đem lên chùa hoặc đem tặng cho người khác để họ gì? Họ đọc. Thí pháp bảo công đức vô lượng, cúng dường pháp bảo công đức vô lượng. Các quý vị muốn nối được thọ mạng cho con cho cháu thì hãy đọc quyển tích phúc cải mệnh đó mà học mà làm theo, làm được bao nhiêu thì hồi hướng cho con cho cháu và cho chính bản thân mình cũng được lợi lạc vô cùng vậy đó. Tu nhân tích đức hành thiện, tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho người đã khuất và cầu an cầu trường thọ cho người còn sống cũng đều được như ý vậy các quý vị. Ý thứ ba hỏi là con chưa quy tam bảo thì có tụng kinh Địa Tạng hàng ngày và tụng kinh niệm Phật hàng ngày để hồi hướng cho chân linh gia tiên và người còn sống được không? Được. Chưa quy y tụng kinh cũng được, cũng có công đức có phúc báo. Mà quy y rồi mà tụng kinh hồi hướng được thì công đức lại được nhân lên gấp gì? Gấp bội lần. Mà hôm nay có khóa quy y tam bảo, nếu đủ duyên thì đăng ký quy y đi. Nếu chưa là phải là Phật tử, chúng ta tụng kinh niệm Phật cũng được công đức. Nhưng là Phật tử, tụng kinh niệm Phật chắc chắn công đức sẽ được nhiều, nhiều hơn gấp bội phần vậy. Thì tội gì mà chúng ta không bỏ cái nhỏ mà lấy cái gì? Cái lớn, đúng không? Đấy, có mất cái gì đâu, đi quy cũng có mất tiền đâu. Thầy còn phải gì? Phải hầu thêm cho các cụ đó là in điệp này, viết điệp ABC vân vân. Còn các vị nếu có điều kiện thì tùy tâm là các vị lại gì, lại nhon nhắp vào đấy, ở cái phòng thông tin này nhon nhắp vào đấy là in kinh, là in gì, in giới điệp để phát cho người khác, người nghèo. Có điều kiện thì phát tâm, không có điều kiện, không nhất thiết phải có tiền mới được quy tam bảo. Thầy nghĩ rằng chắc là rất ít ngôi chùa làm được cái điều đó. Nhưng chúng ta cũng không vì ở đây mà chúng ta đi soi mói, đi bới móc chùa A, chùa B kia phải đóng 100.000 hay là 200.000 hay 300.000 mới được quy tam bảo. Nó tùy theo các vị. Vì các vị biết mà cái điệp, cái phó trúc hay cái tràng hay là cái áo dài, tùy theo có những chùa là gì? Quy xong lại ngoài đưa hai tờ điệp, tờ phó trúc ra còn sắm cho cái áo dài, nhất là chùa nông thôn, ở quê, sắm cho cái áo dài này, với cái cối tràng này, cái chú đầu tràng này. Thế là coi như là phát đồng bộ cho các cụ, để các cụ Phật tử đi chùa để có gì? Có cái để đắp, để mặc ra lễ Phật cho nó được trang nghiêm đồng bộ. Cho nên chúng ta cũng đừng có đi so sánh. Tại sao đến chùa Khai Nguyên quy không mất tiền mà đi chùa khác quy là phải mất gì? Mất tiền. Vì chùa Khai Nguyên chúng ta tuy không thu tiền nhưng đã có các Phật tử, họ có điều kiện. Quan điểm của thầy là gì?
khuyến hóa, tự phát tâm để chia cho người gì? Người nghèo. Đấy. Chứ không bắt phải đóng góp, không bắt ai phải đóng góp cái gì cả. Đấy, cho nên khóa quy này thì Phật tử có thể gì? Đăng ký và quy y luôn thì là càng nhân duyên. Một Phật tử nữa hỏi, con kính chào Thầy, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để con có, để luôn có những bài pháp nhũ hay để cho chúng con tu tập ạ. Con là Phật tử không dám nói dối. Ghê chưa? Thiện tai, thiện tai. Con là Phật tử không dám nói dối. Con xin giấu tên ạ. Đường đường chính chính, cần gì phải giấu tên? Trong nhà Phật dạy Sa Di là gì? Đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Lo gì? Mình không nói dối, tội gì, sợ gì phải giấu tên. Lên thẳng đây nói tên cho mọi người nghe luôn. Con có một số câu hỏi, con mong giúp Thầy giúp ạ. Con mong Thầy giúp ạ. Chúng con đi tu bát quan trai giới một ngày một đêm vì một lý do mà Thầy không thọ giới, mà bảo chúng con muốn cầu gì thì tự cầu. Thì chúng con có được công đức không ạ? Mà con thấy tu bát quan trai, có chùa thì xả giới, có chùa thì không xả giới, thì thế nào là đúng ạ? Con thưa Thầy, chúng con đi tu bát quan trai, hoặc đi lễ chùa, hoặc là đi dự pháp hội, thì chúng con cũng cầu Phật cho sức khỏe và một lòng niệm Phật cầu vãng sinh. Hôm chúng con đi tu bát quan trai, biết Thầy mở pháp hội, chúng con rủ nhau về chùa của Thầy. Có sư Thầy nghe thấy bảo chúng con là cứ thấy đâu có pháp hội là chỗ nào linh thiêng là đi à. Chúng con đi nhiều thế là tạp tu. Con thưa Thầy, thế nào là tạp tu? Con mong Thầy giúp chúng con để chúng con đi đúng đường ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trả lời Phật tử không nói dối như thế này. Phật tử đầu tiên nói rằng, hỏi rằng đi tu bát quan trai một ngày một đêm vì một lý do mà Thầy không thọ giới, có nghĩa là Thầy bận hay Thầy gì đó đấy, không thọ giới của mình. Xin thưa các quý vị, trong giới bản, giới kinh, trong giới Đức Phật dạy về gì? Về pháp thọ quan trai và truyền quan trai giới, bát quan trai giới, nghiêm ngặt lắm. Thọ bát quan trai giới là không được truyền cho cả gì? Cả đạo tràng một lần, mà phải truyền cho gì? Ba người một. Đấy, ngày xưa Thầy đi học luật là Đức Đề Tam Pháp Chủ với là cụ thượng tọa chùa Đại Từ Ân, người cụ dạy môn luật, cụ dạy đấy, truyền bát quan trai giới là phải gì? Đầu tiên là phải sáng ra minh tướng mới được truyền, tức là trời đã sáng, mình đưa cái bàn tay ra trước mặt là phải nhìn thấy rõ cái chỉ bàn tay mình gì ở trước mặt mình, đó gọi là minh tướng, tức là trời đã sáng gì, sáng rõ rồi mới được truyền bát quan trai giới. Mà người truyền đó là phải gì? Cũng phải giữ giới. Tức là cái người thầy á, các sư chủ trì, các sư ở trong chùa á, truyền thì phải giữ giới. Mà bát quan trai giới thì có giới là không ăn phi thời, và ngày ăn một bữa trước ngọ, ăn duy nhất một bữa, không được ăn cháo, cũng chẳng được ăn gì thanh bông hoa quả gì khác, duy nhất có một lần ngồi và một lần ăn, ăn duy nhất ngày ăn một bữa, nhất tọa nhất thực. Đó, trong bát quan trai giới thì nó một giới đấy thôi. Chúng ta nghĩ xem, sáng 8 giờ 9 giờ đến với nhau vào đạo tràng, thầy vào lên gì giảng cho vài câu vào đấy, truyền bát quan trai giới cho các vị tám giới đấy. Xong thầy truyền xong một cái, thầy gì
thầy đi công việc Phật sự, chưa về thầy gì, thầy có khi 2 giờ, 1 giờ, 2 giờ chưa thầy về thầy mới ăn. Có đúng không? Không. Đến chiều khoảng 5 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ một cái, xả gì? Xả bát quan trai giới cho các Phật tử về nhà. Đúng không? Sai. Và như vậy Phật tử về nhà rồi gì? Lại chén thêm bữa gì? Bữa nữa. Rồi kể cả sư truyền cho mình cũng chén, thì tối cũng chén thêm bữa. Bữa nữa. Cho nên thọ bát quan trai, công đức vô lượng, giống y như công đức một người xuất gia tu một ngày một đêm vậy. Nhưng nó phải như lý như pháp. Thế nào là như lý như pháp? Đó là cả người truyền và người thọ phải thọ đủ một ngày một đêm. Ví dụ sáng hôm nay 6 giờ truyền giới và thọ giới, thì phải 6 giờ sáng ngày hôm sau mới được xả giới cho mọi người. Mọi người về. Trong giới bát quan trai đó có một giới gọi là gì? Cấm dâm dục. Không phải cấm tà dâm đấy nhé. Phật tử đi thọ bát quan trai giới tiến lên một mức cao. Cái giới cấm tà dâm thành gì? Cấm dâm dục. Ví dụ như các đôi vợ chồng trẻ 20, 30 tuổi, 40 tuổi đi thọ giới bát quan trai 7, 8 giờ sáng hôm nay, chiều 5, 6 giờ tối về. Thế đến tối hôm đấy họ nghĩ là họ xả giới rồi, cho nên vợ chồng gì? Lại quan hệ tình cảm với nhau. Như vậy là phạm gì? Phạm vào giới, giới dâm mà chúng ta phát nguyện. Cho nên là tu bát quan trai giới không đơn giản đâu các quý vị. Truyền nó phải đúng, tu nó phải đúng mới có công đức, còn không thì lại phải tội gì? Tội thêm. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta làm không được như thế thì chúng ta gọi là tu một ngày an an lạc. Truyền năm giới cho mọi người và cùng nhau tu an lạc một ngày, năm sáu thời tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền giảng pháp gì đó, vân vân, thì chuẩn hơn. Còn nếu đúng bát quan trai giới, ngày xưa thầy đi học Đức Đệ Tứ, Đệ Tam Pháp Chủ và cụ thượng tọa chùa Đại Từ Ân, cụ dạy về luật hay lắm, cụ dạy rất là giỏi, giỏi về luật. Có thể Việt Nam bây giờ có hai vị luật sư thông nhất, đó là trong miền Nam có Hòa Thượng Minh Thông, miền Bắc có thượng tọa chùa Đại Từ Ân, thượng Tiến Đạt đó. Giỏi luật vô cùng, khai ra chỉ phạm không gì không biết. Đấy, các cụ giảng về luật nói rằng đấy, thọ bát quan trai giới, tám giới phải giữ trọn một ngày một đêm, mà người truyền giới cho thì cũng phải giữ cùng luôn. Chứ không có truyền thầy chủ trì truyền xong lại gì, đi cúng, chen chen đi cúng rồi về ăn quá ngọ, và tối lại là chén nữa. Thế là gì? Cả thầy cả trò đều sai. Gọi là một, trong kinh Phật gọi là một kẻ mù dắt theo cả một lũ người mù rơi xuống gì? Xuống vực sâu vậy. Cho nên thầy có dám truyền bát quan trai giới đâu. Thầy chỉ dám truyền gọi là một ngày hoặc ba ngày khóa tu an lạc mà thôi. Vì truyền giới mà không giữ được giới là thầy cũng đọa, mà trò cũng gì? Cũng đọa luôn. Cho nên thôi, các cụ nói một câu dễ hiểu là mèo lớn thì bắt chuột lớn, mèo nhỏ thì bắt chuột nhỏ. Thôi thì mình là mèo nhỏ thì bắt chuột. Bắt chuột nhỏ tức là mình còn yếu, còn thiếu thì mình tu gì? Tu dần dần vậy. Còn các cụ, các ngài, các chùa nào mà tinh tiến mà tu được bát quan trai giới cho Phật tử thì đấy là quý, vô cùng quý các quý vị. Nhưng nó phải đúng, không có thì thầy trò đều gì? Đều đọa với nhau hết đó các quý vị ạ. Đấy, để nói về bát quan trai. Mà thọ bát quan trai nhé, nhớ là thọ không được thọ cả một loạt đâu, mà phải truyền cho gì? Cứ ba người vào một, ba người vào một. Giống như tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, sa di ni đi thọ giới. Nó thế cơ mà. Đây không thể phải là không dành pháp tu cho đại chúng. Pháp tu bát quan trai không phải pháp tu dành cho đại chúng đông. Các vị cứ nghĩ đi, ba người vào truyền giới, một lần truyền giới, đọc hết tám giới cho họ, ít nhất cũng phải mất ra 5-7 phút, cho đến chục phút. Mèng cũng phải mất 5-7 phút rồi. 5-7 phút mà được có ba người. Đấy, như lý như pháp nó phải như thế. Không đơn giản là chút nào. Cho nên ở đây hỏi là giới tu bát quan trai á, thầy cũng xin trả lời đấy là y kinh, y luật, y Phật sở chế mà nói.
Chứ còn thầy cũng không nói là Phật tử này tu như thế là sai, chùa đó là truyền sai. Nhưng mà y kinh, y luật, y Phật sở chế, đúng sai các quý vị tự soi lại, lại mình đi. Tấm gương của Phật rạng rỡ, chiếu trên luật tạng là như thế. Các vị hãy đưa mày mặt mình vào để mà soi, xem là đúng hay là sai. Mặt mình là Bồ Tát, là Thánh Tăng, là cư sĩ, đại cư sĩ, hay là mặt gì? Hay là mặt quỷ, thì tự các vị soi vào sẽ biết hết mà. Mình mà đi sai thì đương nhiên là gì? Là quỷ còn gì nữa? Thọ giới, bát quan trai giới, tức là ngày ăn một bữa, sáng ra chén xong mới đi, mới đi. Chưa ăn thì đúng rồi. Đến tối 6-7 giờ một cái, 6 giờ một cái sư phụ xả giới, tối về lại chén bữa nữa, có ngày vẫn gì? 3 bữa. Mà tuổi mà còn trẻ, vợ chồng còn trẻ thì không may gì, lại quan hệ tình cảm với nhau thì phạm một cái giới nữa, là cái giới gì? Giới dâm dục. Mặc dù là vợ chồng, nhưng mình đã phát nguyện thọ bát quan trai giới thì phải một ngày một đêm giữ gìn, gọi là giới về gì? Về cái giới không đồng chạm, không dâm dục ấy. Đó, chúng ta thấy nếu mà phạm cả giới đó nữa thì phạm nốt cả gì? Cả hai. Mà khi mà gì, cái giới đó phạm rồi, mọi người hỏi, chúng ta nói quanh nói co không dám nhận lỗi, đó phạm luôn vào cái giới gì? Cái giới vọng gì? Vọng ngữ luôn rồi, lời nói dối luôn rồi, đủ các thứ nó từ đó nó sinh ra. Mà về nhà thì nằm giường cao rộng lớn thì phạm luôn vào cái giới nằm giường. Nằm giường cao rộng lớn luôn các cụ các Phật tử. Đấy, cho nên thôi, thấy nó không như lý như pháp thì thôi, tu một ngày an lạc lợi ích hơn. Truyền cho các Phật tử năm giới, xong tu một ngày an lạc là phù hợp nhất với gì? Với cái đời sống tăng ni Phật tử chúng ta bây giờ. Vì tăng ni thì các thầy trụ trì cũng nhiều việc, truyền giới cho đệ tử thọ bát quan trai thì mình phải giữ. Cho nên tốt nhất là gì? Truyền năm giới và một ngày an lạc là phù hợp nhất với bây giờ. Đấy, chúng tôi thì hướng như thế thôi. Còn tùy theo các vị muốn làm Bồ Tát, muốn làm Phật thì cứ làm thôi. Nhưng còn được hay không, thành hay không thì sau này, hồi sau sẽ rõ, mấy chục năm sau sẽ rõ. Trong kinh Địa Tạng hoặc là ở trong biển nghiệp gặp nhau ở đó, hay là ở Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó thì biết mặt nhau thôi. Phật tử này hỏi rằng trong quá trình thọ bát quan trai giới thì đi tu, đi chùa, đi lễ đó, thì mình có cầu sức khỏe và cầu vãng sinh có được không? Có được, không sao cả. Mình cầu cái gì chính đáng, cầu sức khỏe bình an cho cả gia đình các thứ thì cũng được thôi, không sao. Mình cầu vãng sinh đó, lời Phật dạy không sai. Rồi nói là hôm đi tu bát quan trai thì trùng vào cái ngày mở pháp hội ở trên chùa Khai Nguyên, tức là chắc là dịp này hay gì đấy. Sư thầy với có thầy mới bảo là cứ thấy ở đâu có pháp hội là gì, là cho là chỗ đấy là linh thiêng, là bỏ tu để đi vân vân. Xin thưa các quý vị, thầy cũng có bắt chúng ta phải đến đây đâu, mà thầy cũng có viết thư để mời ai đâu, không viết giấy mời để mời ai đâu. Các cụ nói ngày xưa nói là gì, có một câu nói là hữu xạ tự nhiên hương, hay gọi là gì, gọi là thầy trò nó là cái duyên. Mà là cái duyên rồi thì cản cũng không được, thì giữ làm gì? Thầy cũng có giữ ai đâu. Các Phật tử chúng ta thường nghe thầy dạy đó, bất cứ chùa nào có công có việc, có các pháp hội, có các khóa tu hay giảng pháp, các Phật tử chúng ta bố trí được thời gian cứ đến đó để tùy hỷ, đến đó để làm cho đạo tràng được trang nghiêm, cho Phật pháp được hưng long. Thầy không cấm ai cả. Nhưng đi đâu thì đi, mình phải giữ lấy cái oai nghi phép tắc, quy củ nề nếp thiền gia. Giữ được cái gì? Giữ được cái quy củ nề nếp của thầy tổ đã bao năm dày công vất vả. Nói đến gì? Đến khán cả cổ, nói vỡ cả hầu cả họng ra, nói gì? Nói đến 3-4 tiếng đồng hồ trên tòa giảng, để cho mình gì? Mình thay đổi. Mà không thay đổi được thế nào thì xấu hổ lắm. Ta lấy cái rổ ta che lại còn hơn, đúng không? Nhưng mà thầy cũng rất là hoan hỉ, rất là vui. Khi mà hôm rồi chúng ta lên Điện Biên, đạo tràng lên hơn 4.000 người á, Đức Pháp Chủ, Đức Chủ tịch,
rồi các hòa thượng thượng tọa lớn trong các cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương tỉnh Điện Biên, họ hoan hỷ lắm, họ khen cái đạo tràng Phật tử nào mà quy củ thế, mà nề nếp thế, mấy nghìn người mà gì, lúc cần yên lặng thì yên lặng phăng phắc, lúc mà cần niệm Phật thì niệm Phật, gọi là gì, như là tiếng chim ca lăng tần già cõi Tây Phương Cực Lạc ấy. Thôi cái đấy, câu đấy là thầy bịa ra đấy, khen các Phật tử thầy bịa thêm như đấy. Còn nói là gì, nói là im lặng như chính pháp và nói năng như chính pháp. Khi mà các Phật tử chúng ta trang nghiêm thì trang nghiêm mà vô cùng, cho nên Đức Đệ Tứ Pháp Chủ ngày xưa còn trẻ trẻ, ngày là trưởng đạo tràng Pháp Hoa toàn quốc. Ngài có những lúc ngài đến 40-50 nghìn Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa cơ mà. Bây giờ cụ nhiều tuổi rồi thì cái đạo tràng Pháp Hoa phần lớn cũng nhiều tuổi và cũng phần lớn đã mất rồi, đã vãng sinh rồi, đã về với Phật rồi. Thì cái lớp trẻ bây giờ thì đạo tràng Pháp Hoa bây giờ giảm dần. Trong ngày xưa cụ là trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương ấy, cụ đi đến đâu đạo tràng Pháp Hoa, y Pháp Hoa, các Phật tử tụng Pháp Hoa trang nghiêm á, uy nghi phép tắc, phải nói là gì, hiếm có, khó tìm, mà đông chứ hàng mấy chục ngàn người chứ không phải là ít. Nhưng mà lâu rồi, bây giờ cụ nhiều tuổi rồi, cụ làm công việc Phật sự lên một cái cấp độ khác, cho nên cái việc mà duy trì và phát triển đạo tràng cụ giao lại cho các hòa thượng. Nhưng miền Bắc thì giao cho hòa thượng đạo hiệu Thích Bảo Nghiêm, phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội chúng ta, là trưởng đạo tràng Pháp Hoa của toàn miền Bắc. Còn miền Nam thì cụ vẫn là trưởng đạo tràng đấy. Nhưng mà bây giờ đạo tràng Pháp Hoa bây giờ thì vì các cụ nhiều Phật sự cho nên cũng không đông nữa như ngày xưa nữa. Nhưng mà cụ thấy cái đạo tràng chúng ta 4-5 nghìn người, lúc đứng trang nghiêm thì trang nghiêm, chào lại xá chào các cụ thì cúi gì, cúi gập người xuống. Các cụ bảo chưa thấy cái đạo tràng nào mà nó gì, nó thành kính, nó lễ phép mà nó gì ngoan như thế. Không, các cụ khen mà, khen thật đấy, các cụ khen lắm. Đặc biệt Đức Pháp Chủ ngài hoan hỷ lắm, ngài về ngài cứ khen suốt. Thậm chí hôm rồi thượng tọa phó chủ tịch trưởng ban kinh tế trung ương ấy, ở chùa Vĩnh Nghiêm ấy, cụ gọi điện cho thầy, cụ còn bảo là gom thượng tọa làm nào mà giáo hóa các Phật tử mà tốt thế, làm đại lễ thành công thế. Về Đức Pháp Chủ ngài thì khen tấm tắc suốt trên đường, khen từ ở chỗ, từ lúc ở rời Nghĩa Trang về khách sạn, từ khách sạn ra sân bay, từ sân bay về thành phố Hồ Chí Minh, về tới thành phố Hồ Chí Minh cụ vẫn còn khen. Đấy. May mắn cho chúng tôi gặp được toàn các bậc gì, các bậc thiện hiếu tri thức, là những Phật tử là thuần thành, cho nên nói một các cụ hiểu mười như thế này hoan hỷ lắm. Mong rằng các cụ cứ, các Phật tử cứ duy trì mãi mãi như thế này để làm cho Phật Pháp Việt Nam chúng ta ngày càng được hưng gì, hưng long. Các Phật tử không chỉ có đến chùa Khai Nguyên mà đến bất cứ chùa nào, nơi nào có chư tăng giảng pháp, chư tăng mở đạo tràng tu tập, các vị bố trí được thời gian thì hãy đến đó để tùy hỷ giảng hay giảng dở. Chúng ta không cần biết, không được phân biệt, không được so sánh thầy này giảng hay hơn thầy của con hay giảng dở hơn thầy của con, không được so sánh như thế. Bởi vì trong Phật Pháp trăm tu vạn hạnh, mỗi người một hạnh, mỗi người một duyên, cách giảng giải, cách trình bày, cách diễn đạt cũng mỗi người một khía cạnh. Cho nên chúng ta giống như gì, cây cỏ mưa xuống chúng ta thì tiếp thu được bao nhiêu chúng ta cứ tiếp thu. Giống kinh Pháp Hoa nói là gì, cây lớn thì hút nước lớn, cây nhỏ thì hút nước nhỏ, tất cả đều được lợi lạc, điều đó mới là quan trọng. Cho nên quan điểm của thầy không có giữ bất cứ một ai, không giữ bất cứ một đạo tràng nào. Các Phật tử càng đi tùy hỷ, càng đi thân cận chư tôn đức tăng, đi các chùa các đạo tràng bao nhiêu để học hỏi, để tu tập những cái hay cái tốt, để tu tâm sửa tính, hoàn thiện bản thân mình, rồi đem về để cùng nhau xây dựng đạo tràng, làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng
hưng long phát triển thì cái đấy mà cái điều gì thầy mong vẫn nhất. Thầy năm nay cũng 50 tuổi rồi, nếu sống hết tuổi thọ thì 30 năm nữa thì cũng hẹo ấy mà các quý vị, cũng nghèo ấy mà, cũng chết rồi, cũng ỏi e mà, cũng lên ăn, lên bàn thờ ăn chuối gì, chuối sở anh xanh ấy mà. Đấy, mà giảng thì làm sao mà giảng được 30 năm nữa, giỏi lắm thì giảng được 20-25 năm nữa thôi. Cho dù sống được 80 tuổi thì giỏi lắm giảng được đến năm gì 70-75 tuổi là cùng, còn những năm sau là gì cũng phải dành để cho mình gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để mà cầu gì, cầu đới nghiệp vãng sinh thôi chứ. Lúc đó thì mắt mờ chân chậm, lưng gù sườn vẹo rồi, trí tuệ thì nó cũng không được minh mẫn nữa rồi, thì làm sao mà nói được nữa. Lúc đó thì một câu A Di Đà Phật để giữ chặt trong tâm để cầu đới nghiệp vãng sinh là quý rồi. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỷ, nếu mà thầy của mình hay một vị sư, một vài vị sư nào đó chưa hiểu cái việc chúng ta đi pháp hội là để hộ trì chính pháp, để cùng nhau tu tập làm triển dương đạo pháp, triển dương giúp cho tăng ni Phật tử được trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, đông đủ, để cho mọi người họ nhìn vào Thiên Long Bát Bộ hộ pháp cũng hoan hỷ, chư Phật hoan hỷ, Bồ Tát hoan hỷ, mọi người nhìn vào họ cũng hoan hỷ. Làm được như thế tức là gì? Hộ trì chính pháp. Nếu mà các thầy nào mà chưa hiểu, chưa thông thì chúng ta cứ hoan hỷ đi. Các thầy có chửi, có mắng thì chúng ta cứ chắp tay A-di-đà, A-di-đà Phật, thế là xong. Đấy, thì có gì chúng con không nên không phải thì mình cứ nhận lỗi hết về mình là thầy bố thí cho con xin. Xin gì? Xin sám hối à. Thế là xong. Chẳng nhẽ mình sám hối thì thầy còn chửi mình mãi à? Mắng mình mãi à? Đúng không? Đấy, càng chửi càng mắng thì mình càng lăn vào để làm Phật sự, để hộ trì Phật Pháp. Như thế mới là người đệ tử ngoan của Đức gì? Đức Phật. Đấy, làm được như thế. Xin thưa các vị không muốn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A-di-đà cũng sẽ tự đến để rước chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta không muốn sinh về các cõi trời thì chư thiên ở trên các cõi trời gì thi nhau xuống để đoán rước mình, mời mình về lên làm chư thiên ở trên các cõi trời ấy. Cho nên hãy hành cái hạnh vô quải ngại, vô úy ấy để gì? Để tu. Tinh tiến đấy mà tu. Từ bi hỷ xả mà tu thì chắc chắn sẽ được lợi ích vô cùng. Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thở hay là Nguyễn Thị Thổ gì đấy, hay Thô gì đấy, thôn Thủy Ứng, Hòa Bình, Hà Nội. Con kính bạch thầy, cách đây 50 năm con đi học cấp 1, học ở đình làng, nhìn thấy bọc thai nhi ở bên sân đình, con đã bốc đi chôn ở bụi chuối ở cạnh đình. Bây giờ có thầy bảo con bị hai vong mà con đã bốc chôn, nhưng không bốc hết. Hai vong bị đứt ruột. Giờ con giờ cái gì? Giờ con tìm thấy giờ gì? Giờ con giờ không tìm thấy bố mẹ, nhưng nói bố là Thanh, mẹ là Bích. Ở đây có ai là Thanh hay là Bích không? Có ai là Thanh là Bích không thì phải bắt đầu suy nghĩ, đưa tay lên trán suy nghĩ ngày xưa mình có thế, hơn 50 năm trước mình có thế không? Có làm thế không thì bây giờ sám hối đi. Nói vui chúng ta một chút. Ô, làm gì mà giờ nó trôi nhanh thế? Chán cái đồng hồ này. Chạy thì chạy làm sao nó cũng phải từ từ để cho người ta giảng hết đấy. Chạy làm sao mà chạy như ngựa đấy. Chưa giảng xong mà đã gần 12 giờ mất rồi. Thôi đọc nốt. Hai vong này có nói là báo oán hai đứa con trai
con cho hai đứa con trai, hai đứa con trai con không lấy vợ, con thì chồng mới chết được một năm, con thì bị không bị gì, bị khâu hay là bị đau dạ dày gì đó, viết chữ khó lắm, đúng là học bình dân học vụ ở đình làng có khác. Và vong có nói, và vong có nói oán cả gia đình con, con mong thầy cứu gia đình con với ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Khổ, đã thương người ta thì thương cho chót, có chôn người ta thì mang ra cái chỗ đất sạch, đất đấy để chôn, ai đi chôn vào bụi chuối đấy thì khổ thân. Thì thôi, hai cái vong kia thì hôm nay thì nếu mà thực sự có linh, có thiêng, có hiển á, có còn ở đây á, thì thầy cũng nói này, các vị cũng phải biết tri ân và cảm ơn họ. Người dưng nước lã, không thân, không quen, không biết, nhìn thấy các vị bị bỏ ở trên sân cỏ, sân đình, người ta phát tâm thương xót, người ta đã cất, đã dọn, đã chôn các vị, cho dù chôn ở bụi chuối hay đâu đi chăng nữa thì đó là người cũng đã chôn mình. Các vị cũng phải biết tri ân và báo ân. Làm người hay làm ma, làm quỷ mà không biết được nhân quả, không biết được cái ân đó là phải trả, cái nghĩa đó là phải đền, mà là con đi oán trách người khác thì các vị sai lầm, quả thật sai lầm trong sai lầm vậy. Cho nên trong pháp hội này, nếu các vị thực sự mà gì, có linh, có thiêng vẫn còn quanh quẩn ở nơi đây, hay là tất cả các vong linh, cô hồn, ngạ quỷ còn đang ở nơi đây, cũng nên nhớ điều đó. Mình chỉ nên nghĩ đến cái ân của người khác đối với mình để mà lo mà báo đền, chứ đừng có nghĩ đến cái oán suốt ngày như thế. Từ chuốc đau khổ, oan oan tương báo, bao giờ cho dừng. Cho nên hai cái vong này tại pháp hội này, thầy khuyên là gì? Nên tri ân và báo ân những người họ đã giúp đỡ, đã cất, đã chôn mình vậy. Cho dù chôn ở đâu đi chăng nữa cũng là chôn mình vậy. Nay chi bằng gặp pháp hội này, hãy cùng nhau sám hối, ăn năn, nhất tâm niệm Phật để cầu sớm được thoát hóa đầu thai về cõi cõi lành, thiên giới, thiện giới vậy. Phật tử này thì về cũng để thỉnh quyền kinh Địa Tạng về, mà chịu khó đọc tụng thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nữa, mở nhỏ nhỏ cả ngày cả đêm lên đó. Bao giờ đến giờ lên tụng kinh thì tắt ra đi, tắt cái đài đi ra để tụng kinh. Tụng kinh xong thì là hồi hướng lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, và cho các vong này sớm được siêu thoát. Mọi việc thì kế tiếp sẽ có chư Phật Bồ Tát lo. Con trai lớn sẽ được lấy vợ, con gái lớn sẽ gả chồng. Nếu cuối năm nay nó có vợ có chồng thì lên mời thầy đi chén một bữa. Nhưng nhớ mời thầy đến là phải làm cỗ chay đấy. Đấy, thế yên tâm, cứ như thế mà làm đi, không phải suy nghĩ lo lắng gì nữa. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.